buông bỏ mới bằng đầu là Phật không ăn luôn cái bằng hành xác. Đó, để cho cái xác này nó phải chịu khổ, chịu cay, chịu đắng để mình mới nhận lấy được cái đó, thì mình mới buông tất cả những cái sung sướng. Nhưng mà chúng sanh mình đâu có làm được. Thì bởi vì tại sao tu thành Phật là cái chỗ này, cái chỗ mà buông bỏ được tất cả, buông không còn dính một cái bận gì trong trong tâm và trong con người của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lễ Phật, con kính lễ thầy. Dạ con mến chào cô Năm, chào anh Phú nha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cô chào Dương Cầm, cô chào Phú An Giang. Dạ. Dạ thì kính thưa cô Năm, trước khi nhà cô Năm chia sẻ Phật pháp thì có cô Liễu Lê ở bên Mỹ gửi con là 4 triệu. Trong đó 1 triệu là phóng sanh, 3 triệu là phát gạo cho bà con, hồi hướng công đức cho cụ Quyền Thất Tổ và gia đình. Dạ. Thì cô Liễu Lê bên Mỹ, thì cái này 3 triệu là gạo. Dạ. Thì cô 1 triệu phóng sanh, thì cô cũng rất cảm ơn cô. Thì cô cũng biết cô Liễu Lê này còn lúc trước có ghé đang lần, cô cũng biết. Tổng cộng là 4 triệu. Cô xin cảm ơn. Tổng cộng Dương Cầm đem đây là cô là 4 triệu, 3 triệu gạo, 1 triệu phóng sanh. Dạ. Rồi thì hôm nay thì nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp thì con có mấy ý này, thì cũng hỏi để tham khảo thì mình hiểu thêm thôi. Dạ. Ở đây thì không có trong sấm giảng, vậy cô Năm cho con hỏi là Phật vì sao thành Phật? Và ý thứ hai là ma dương, ai cũng nói ma dương mà ma dương từ đâu có, từ đâu sanh ra, sao gọi là ma dương? Rồi sao gọi là sẽ... thiên ma, ma dương, thiên ma, ma dương, quỷ dương. Ba cái danh hiệu này là nó ở trên xuống. Thì bây giờ Môn Di Đà Phật thì cô chia sẻ là gì? Phật là sao tu thành Phật? Dạ, Phật vì sao thành Phật được? Đó, thì sự hiểu biết của cô Năm thì cô biết, sự hiểu biết của cô thì cô chia sẻ lên đây, chứ còn thì bây giờ cô cũng mong bà con cũng thông cảm, như cô hiểu biết được bao nhiêu thì cô chia sẻ ra bấy nhiêu. Dạ. Đó, còn cũng như là chia sẻ theo ý của cô chứ không phải là giải, đúng không cô? Đúng rồi, cũng như chia theo sẻ cái ý kiến riêng của cái cô, ý riêng của cô, chứ cũng không có là ở trong kinh Phật cũng có dạy, nhưng mà cái này theo cái yếu của cô là cô hiểu ra như vậy. Cô cũng tu tập, cô cũng triết lý từ trong kinh, trong kinh Phật cô nghĩ ra là tại sao mà tu thành Phật. Cũng con người giống mình, thì Đức Phật từ ngày xưa cũng người chúng sanh, thì cũng giống như mình bây giờ là chúng sanh, thì từ cái chỗ chúng sanh và chúng sanh mà tu lại là Phật, được thành Phật mà mình không được thành Phật, là có nghĩa là như vậy. Thì trong cái Phật tánh của chúng sanh á, ai cũng có cái Phật tánh. Phật tánh có nghĩa là cái tánh Phật, Phật tánh nghĩa là tánh Phật. Thì từ chỗ cái tánh Phật đó mà Đức Phật đã nhận ra được, đã ngộ ra được, thì Đức Phật làm đúng theo cái bản tánh, cái lai, cái bổn lai của mình là cũng có tánh Phật. Thì từ chỗ đó Đức Phật mới mới nhận ra được, mới ngộ được, mới tu. Có nghĩa là tu thì Đức Phật buông tất cả, buông bỏ tất cả những tham sân si, những danh lợi tiền tài tình, tất cả, nói chung là tất cả buông bỏ hết. Còn mình cũng là chúng sanh, nhưng mà mình cũng có tánh Phật, nhưng mình không có buông bỏ được. Nên là tại sao Phật cũng nói là ta cũng là chúng sanh như các con. Thì ai cũng là chúng sanh. Từ cái chúng sanh mà Phật tu thành thành đắc đạo Phật là như vậy, là mới gọi là. Mà mình làm không được là có nghĩa là mình còn tham, sân, si, tiền, tài, danh lợi. Còn Đức Phật là buông tất cả. Đức Phật là buông tất cả. Mình nói thí dụ như bây giờ á, Đức Phật Thích Ca đi,
là cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con cưng, mà buông tất cả. Buông tất cả thì tu mới mới đắc đạo Phật. Nói chung là buông tất cả đó, không còn một cái gì dính bận hết là mới thành Phật được. Còn mình đây, mình cũng có tánh Phật, nhưng mình không buông bỏ được. Mình còn danh lợi tiền tài, còn yêu đương, còn vật chất, thì mình không có được thôi, chứ không có cái gì là khó. Nếu mà buông bỏ tất cả được thì thành Phật. Mà bây giờ có mấy ai mà được buông bỏ như Phật? Thì bởi vì trong cái buông bỏ đó, nó rất là khó. Dễ nhưng mà khó. Tại vì Phật á, là tại sao cũng chúng sanh mà tu thành Phật, có nghĩa là buông tất cả. Như con thấy đi, bây giờ như là con của vua nè, làm vua không làm, mà giàu sang cũng không hưởng, mà vô trong rừng phải ngồi, phải là dầm mưa dãi nắng, rồi phải là không ăn. Buông bỏ mới bằng đầu là Phật không ăn luôn, cái bằng hành xác. Đó, để cho cái xác này nó phải chịu khổ, chịu cay, chịu đắng, để mình mới nhận lấy được cái đó, thì mình mới buông tất cả những cái sung sướng. Nhưng mà chúng sanh mình đâu có làm được. Thì bởi vì tại sao tu thành Phật là cái chỗ này, cái chỗ mà buông bỏ được tất cả, buông không còn dính một cái bận gì trong trong tâm và trong con người của Đức Phật, thì thành Phật. Bây giờ điển hình như ông Minh Tuệ đi đó, buông tất cả đó, có mấy ai làm được như vậy hay không? Thì làm được như vậy thì như Phật Tổ ngày xưa thì được đắc đạo. Từ cái chỗ một chúng sanh như mình mà tu đắc đạo thì mình cũng là chúng sanh đều sanh ra có Phật tánh hết, nhưng mình làm không được như Đức Phật, bởi vì mình đâu có thành Phật. Còn Đức Phật làm được, làm được thì mới thành Phật được. Buông tất cả, con thấy không có gì là dính bận trong một cái cơ thể con người, cũng không cần đồ, không cần quần áo, chỉ là lấy vải đắp đắp thôi, chiếu lại thành miếng vải để quấn thôi. Đó là con thấy không, buông tất cả. Mà con người mình đây mình đâu có buông được như vậy, nên là mình đâu có được. Vì chỉ có Đức Phật làm được thì thành Phật, mà mình làm không được thì tất nhiên mình đâu có thành Phật. Nó thành Phật thì cũng rất là dễ, nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì chứ đâu phải ông Phật từ ở đâu mà có ông Phật ra, cũng từ một cô chúng sanh mà tu tập buông bỏ tất cả mới lên được thành Phật. Đó nên là cô cũng chia sẻ lên đây cho bà con biết, có nghĩa là mình cũng là chúng sanh, Phật cũng là chúng sanh, cũng sanh ra. Thì Đức Thầy cũng có nói mới sanh tánh thiện chờ dành. Mình lúc mình mới sanh ra cái tánh thiện chờ dành cho mình, ai cũng đều có hết. Lúc nào mình trước khi mình xuống chào đời đây là tánh thiện có, là tánh Phật có. Nhưng vì lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Đó, danh lợi tiền tài nên nó che mờ. Còn Đức Phật là một suy nghĩ được, làm được mới thành Phật. Chứ không có cái gì là phải Đức Phật từ đâu mà có. Từ cái tâm, từ cái chuyển hóa con người, từ cái chỗ mà buông bỏ được là thành Phật. Đó, chứ không có cái gì. Tại sao nói mình đâu phải mình tu dễ dàng, ông Phật cũng tu. Mình làm không được, nếu mình làm được ông Phật mình cũng thành Phật thôi. Mà tại mình làm không được. Đó, chứ không có phải là từ đâu mà Đức Phật, không phải mà tự nhiên Đức Phật mà hiện ra, mà có một cái vị Phật như vậy, từ một chúng sanh tu lên thành Phật. Đó nên là cô nói đây cho bà con mình, bây giờ mình tu á, mình bắt chước Phật, cũng như không có toàn diện được, nhưng mình cũng một phần nào đó đi, để mình giống Phật. Đó. Chứ không có cái gì là có giờ Phật buông tất cả nè. Ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con cưng, vô rừng ngồi ẩn tu 6 năm khổ hạnh, mình đâu có làm được. Mình điển hình thực tế bây giờ Đức Phật là ngày xưa quá xa rồi, những cái mình bây giờ mình không có thấy, mình chỉ nghe nói lại thôi, chứ mình không có thấy thực tế là cái cảnh của Đức Phật. Nhưng bây giờ hiện tại ông Minh Tại cho mình thấy thực tế. Bây giờ ông ngồi gốc cây, rồi ông cũng ăn có một bữa cơm thôi. Đây là một cái điển hình để cho sư Minh Tại xuống đây
một vị Bồ Tát, một vị La Hán lâm phàm xuống để thức tỉnh người đời. Bởi vì Đức Phật đã vắng bóng mấy ngàn năm nay rồi, đâu có còn hình bóng cái cảnh vật để cho chúng sanh thấy. Nên là cho sư Minh Tuệ xuống, xuống đây để cho chúng sanh thức tỉnh và thấy những cái cảnh hồi xưa diễn ra Đức Phật mình đi tu giống như vậy. Lìa đền, đền đài điện ngọc, vợ đẹp con cưng, vô rừng tu mà ẩn ngồi trên rừng những gú cây, không có nước ăn mà cũng không có nước uống mà cũng không có đồ mặc. Thì bây giờ cái chuyện đó nó quá xa, mấy ngàn năm chúng sanh mình nghe nói chứ đâu có biết, không có thấy, nghe chứ không thấy. Bây giờ cho ông sư Minh Tuệ xuống cho mình thấy đó, thực tế đó. Phật tánh trong chúng sanh đều ai cũng có, nhưng mà buông bỏ thì thành Phật. Phật từ đâu? Phật từ chúng sanh mà tu lên thành Phật, chứ không phải Phật ở đâu mà từ trên mà ông Phật cũng hiện xuống đó. Nhưng nên hôm nay cô chia sẻ lên đây những gì cô hiểu biết, thì cô cũng chia sẻ lên đây cho bà con phải mình thức tỉnh. Cái chuyện nó quá xa xưa rồi đó. Phật là từ đâu? Từ một chúng sanh tu thành Phật, chứ không phải là ông Phật ở trên trời mà đã tạo hóa ông Phật đó. Phật từ chúng sanh tu lên thành Phật, là cô giải thích cái này rồi đó. Từ một chúng sanh giống như mình sanh ra cũng chúng sanh tu lên thành Phật, chứ ông Phật từ đâu mà có. Từ cái tâm, từ cái tánh, từ cái sữa, từ cái chỗ buông bỏ thì thành Phật. Đó là một chuyện. Còn là theo sự hiểu biết của cô là Ma Dương thì gọi là Thiên Ma nè. Ma Dương, Quỷ Dương là ba cái này là ở trên trời. Thiên Ma có nghĩa là ở trên, cũng cái tạo hóa. Tạo hóa ra có ma, có Phật, để cho chúng sanh mình nhận ra, chứ không phải từ đâu mà có. Cũng tạo hóa ra luôn nha. Cô chia sẻ này là cũng tạo hóa ra, cũng do cha tạo ra. Để anh chị biết không? Để cho chúng sanh mình biết có Phật và có ma, thì mình phải tu, phải sửa làm sao mình được giống như Phật. Là ma tất nhiên là thiên ma, cũng cha, bởi vì thầy có nói Ngọc Hoàng mở cửa Quỷ Dương xuống thế thì cũng có ở trên, cũng có cha. Thì cha đã tạo hóa ra có hung, có dữ, có Phật, có ma. Thì Phật thì từ chúng sanh tu lên thành Phật thì đã một vị Phật rồi, thì cha phải tạo ra có ma, có quỷ, để coi con người mình xuống trần gian đây tu được đúng hay sai, tu tà hay tu chánh. Vì là thì tạo coi như là một cái trái đất này, thì theo trong kinh điển thì cô cũng có xem qua đó ha. Thì chúng trong kinh mẫu rồi đó, thì cô cũng đọc kinh mẫu và kinh của cha, nên cô cũng nhận xét trong đó mà cô là chia sẻ ra thôi. Thì từ cha đã tạo ra một con loài người, tạo ra loài người, tạo ra chúng sanh, thì cái tánh bổn lai người nào cũng có tánh Phật, cho xuống trần này hết. Cho xuống trần này một vị Phật cũng vậy, cũng cho xuống trần, cũng cha tạo hóa ra. Tại sao người này tu được thành Phật, người này không được? Là cho mình đi học hỏi, mình đi sửa, mà không có sửa vì danh lợi vật chất tiền tài, nên là mình không làm được như Đức Phật thì mình không được thành Phật thôi. Còn cha cho tạo hóa ra cũng có loài người, cũng có ma, cũng có thiên ma, để xuống đây trong cái màn này đó. Màn này là cha mới cho xuống để thử thách đó, cho thiên ma xuống luôn. Coi con người mình cha đã nuôi dưỡng mình, tạo hóa ra là bao nhiêu chuyện kiếp con người xuống trần này đây, để cái màn kết thúc này coi chúng sanh nó tu được bao nhiêu, và nó tu chánh đạo được bao nhiêu, tu tà đạo được bao nhiêu. Thì đó, thì bây giờ cha mới cho thiên ma xuống và quỷ dương xuống, cũng là của cha tạo hóa ra, chứ không phải là từ đâu mà có xuống. Tại sao có người hỏi thì sao cha cho thiên ma, quỷ ma, dương xuống để làm vậy, để hại chúng sanh? Xuống để lọc lừa, để sàng ra cái màn chót này, có lọc ra được bao nhiêu người hiền, bao nhiêu người tu, bao nhiêu người ác,
Không có mà cha cho xuống để lọc, làm sao mình biết được bao nhiêu người tu chánh đạo, bao nhiêu người tu danh tu lợi. Nên là cha cho xuống, chứ không có cái gì là khác. Có người nói sao mà cha lại không thương chúng sanh mà phải làm như vậy? Tại vì là cha đã nuôi dưỡng chắc chiêu, cũng cho loài người xuống trần để tu tập, để tạo hóa ra tu tập để trở về với cha làm việc trên trời. Nhưng mà chúng sanh xuống trần gian này sai nắm vật chất, danh lợi tiền tài, nên bây giờ phải lọc, phải sàng. Đó, thì bây giờ cha cho thiên ma quỷ dương xuống để sàng lọc, coi nếu ai mà không tu đó thì sàng ra để lọc lại những, còn lại những người hiền lương nhân ái không mới được đem vào với hội Long Hoa. Chứ nếu mà không có để cho mà thiên ma nó xuống, làm sao mà lọc lừa? Con suy nghĩ nào, làm sao mà lọc lừa biết ra ai tu là chánh đạo, ai tu tà đạo, làm sao biết được? Cũng cha không, bây giờ cuối đời rồi thì tạo quá, thì cha tạo ra, thì bây giờ cha sẽ gom lại, gom lại để lập ra sàng lại, để lập một cái cuộc đời thánh đức lại, chứ không có cái gì là khác. Từ đâu có Phật, từ đâu có ma, cô giải thích rồi đó, cô chia sẻ ra đó. Từ một vị Phật là một chúng sanh giống như ta, thì thầy cũng nói lúc mình á, thầy nói nè, khi mới sanh tánh thiện trời dành, thì lúc đó Đức Phật cũng giống mình, sanh ra là có cái tánh thiện trời để dành rồi. Thì từ một chúng sanh mà Đức Phật buông bỏ được, tu được thành Phật, mà mình không buông bỏ, mình không làm được, thì tất nhiên mình không thành Phật. Phật cũng từ chúng sanh tu lên thành Phật. Đó là một câu như vậy. Còn thiên ma đây đó là ở trên, cha cũng tạo ra để cho xuống trần trong màn ba chiến chót này đó, cho xuống. Chứ nếu không cho xuống làm sao phân biệt ra vàng thao lẫn lộn? Bây giờ thầy cũng nói vàng thao lẫn lộn mà sau này dích tỳ cũng bỏ luôn. Nên là cha cho thiên ma xuống và quỷ dương ma dương xuống, xuống để lọc sàng những người không tu, những người tu. Dạ. Ừ, đó. Rồi, cảm ơn cô Năm. Vậy thì cô Năm cho con cô Năm chia sẻ cái điều này. Vậy thì trong những cái màn thử thách như vậy, bà con mà những người tu mình thì phải tu như thế nào để cho mà vượt qua những cái cơn thử thách mà ở trên đưa ra? Dạ. Kính mời cô Năm. Thì cái câu này hỏi cũng đúng là như vậy, mình cũng giải thích luôn cho mình, chia sẻ ra cho bà con biết, để trong khi cái lọc lừa sàng sảy này mình phải làm sao cho được rất là dễ. Cô nói nè, tu đó thì bây giờ mình tu cho nó đúng. Tu sai là tu, sai là tu không đúng, có nghĩa là sai là như thế nào? Tu còn danh lợi tiền tài, tu mà danh lợi, tu danh tu lợi là không đúng, là lọt về bên kia. Còn mình tu không danh không lợi, không tiền, không không hết, là chánh đạo, là được vượt qua cái thử thách này. Cái thử thách này là để sàng lọc những người tu danh tu lợi đó. Danh lợi, nhất là danh lợi đó con. Mình tu, mình nghĩ đi, bây giờ mình tu rồi mình còn danh lợi làm cái gì? Thì tất nhiên mình buông bỏ danh lợi thì mình qua cái thử thách này liền, chứ có gì đâu, rất là dễ luôn. Rồi tham sân si nè, danh lợi là một, sân si là hai. Hai cái này nó quan trọng hơn cái gì tất cả. Mình buông được hai cái đó là mình vượt qua cái giai đoạn thử thách này. Bây giờ đang xuống là để sàng lọc đó, thì mình buông bỏ hai cái này là mình được lọc qua gạo cội đó. Bởi vì thầy cũng có nói nay xá tội chỉ còn một lúc, mình chỉ bỏ cái sân si và cái danh lợi tiền là mình được, là mình được sàng lọc qua một học cao cậu, chứ không có gì là khó. Bởi vì thấy khó mà dễ, thấy dễ mà khó, nếu biết thì dễ, còn không biết thì nó khó. Bởi vì nhờ Phật được ân xá, thứ nhất là Phật ân xá, thứ nhì là cho mình cái rất là dễ, chỉ có danh bỏ, sân si bỏ, là mình được qua cái cơn sàng lọc này rồi.
Phật là ăn xá rồi, nếu mà không có Phật ăn xá là khó nha, không phải dễ. Nếu mà không có ăn xá cái màn ba chiến chót này hay kỳ này đấy, kỳ chót này, con tu mấy chục kiếp chưa được, phải dễ đâu. Nhờ Phật ăn xá, ăn xá có nghĩa là những tội nhỏ nhỏ bỏ hết. Con làm việc thiện là chứng từ đây trở lên mà làm rất là đúng đắn nha. Kể từ cái ngày mà bắt đầu sàng lọc mà trở về là con phải làm đúng đắn, dù nhỏ dù lớn, một chuyện gì sai quấy cũng không làm, là được qua cái cơn sàng lọc này. Không có gì là khó, không có gì là khó hết trơn á, rất là dễ lắm. Thứ nhất là danh lợi nè. Bây giờ á, cô nói đây rồi cô mới trở lại là ông Sư Minh Tuệ. Có nghĩa là cho chúng sanh thấy đó, cả thế giới luôn đó. Cho bây giờ đâu có lấy ai để làm cái điển hình, nên là nói chứ không có thấy. Có nghĩa là mình nói không thấy, thì bây giờ thấy đó. Ổng nè, buông bỏ đó. Mình không buông bỏ được như vậy, nhưng mà mình buông bỏ, mình tu cho đừng tu danh, đừng tu danh lợi. Có nghĩa danh là lấy cái danh làm cho nổi danh lên, để chuộc cái lợi nhuận mình làm của riêng, là tu danh lợi. Còn mình làm thật, thật lòng những gì bà con gửi mình. Như cô nè, bây giờ cô làm đây có người cũng nghĩ là cô cũng danh lợi nữa đó. Nhưng mà như vậy, ví dụ như cô già rồi nha, cô đâu có còn sống bao lâu, thì những gì mình hiểu biết, những gì mình buông bỏ, mình bắt chước Phật không được nhiều, thì mình bắt chước một phần nào đó, thì mình nghĩ mình phải buông bỏ. Một ông Minh Tuệ buông tất cả, bỏ hết tất cả, mình bỏ một phần thôi cũng không được sao. Nhìn đó mà sửa, nhìn cái Sư Minh Tuệ mà sửa. Thì Đức Phật xa lâu rồi mình không thấy, nhưng hiện tại có một vị lâm phàm xuống để cho mình nhìn. Không danh, không lợi, không tiền, không tình, không không, tất cả đều không. Không hết, nói chung là ổng là không hết á. Mình có làm được như ổng thì càng tốt, mà không thể nào chúng sanh mình làm được như vậy đâu. Nhưng mình học theo, học theo cái là pháp hạnh của ổng, để mình thực hành trong đời sống của mình. Có nghĩa là mình tu cho thật, rồi mình làm việc thiện mình cũng làm cho thật, đừng danh lợi, đừng lấy của riêng làm của chung làm của riêng, là tu thật, làm việc thật, người thật, làm đâu cho đúng chánh nghĩa đó, làm đúng đâu cho chánh pháp, là mình bắt chước ổng được một phần trong đó, thì mình cũng thấy được rồi. Chứ đâu phải như là mình phải bắt chước theo y như ổng. Cái là cái tấm gương để cho mình buông bỏ bớt, chứ không phải đi theo như vậy mà là được. Đó, cái tấm gương của ổng là ổng buông tất cả, mình thấy cái tấm gương đó mà mình sửa. Thí dụ như giờ mình tu, trước giờ đó, thí dụ như trước giờ mình tu mà mình cũng danh lợi đi, thí dụ mình cũng hơi tham, bây giờ mình thấy ổng buông bỏ, bỏ bớt, sửa lại cái tánh không đó, là được. Chứ không có cái gì là qua cái cơn sàng lọc. Muốn tu cho qua cơn sàng lọc thì phải tập tánh buông bỏ, danh lợi tiền tài vật chất của chung đừng lấy làm của riêng, là được qua cơn sàng lọc, chứ không có gì là khó. Bây giờ cô cũng nói đây là những cái quý vị mà tu đó, trước giờ mình chỉ nghe trong cái lời Phật để lại là Đức Phật ngày xưa đi tu vậy vậy, nhưng bây giờ thực tế đã thấy rõ ràng trước mắt mình và hiện thực luôn, thì mình sửa đi, mình sửa lần đi cho nó kịp. Chứ còn mình không sửa là không kịp. Mình sửa là mình buông bỏ đi, tu danh tu lợi bỏ đi, tu thật tâm đi. Những gì danh lợi, những gì hư ảo là đừng có làm. Những gì thực tế mình phải dành lợi cho mình một chút để đến đây là cái cơn sàng lọc thì mình còn, còn nếu không là gớt hết trơn, sàng ra hết, không còn một người nào. Cô nói đây là thực tế ngang, là Đức Phật đã dạy rồi, thì cái tấm gương của Đức Phật ngày xưa Phật tổ thì mình đã nghe, đã học qua giáo lý và qua kinh điển của Phật. Nhưng hôm nay Sư Minh Tuệ là thực tế, là mình thấy. Thì bây giờ mình phải tập sửa đi và buông bỏ đi cho kịp trong cái chuyến đò chiều này, đặng mình bước lên mình gặp
cha gặp mẹ, chứ còn không là không có kịp đâu. Đừng mà sân si, mà đừng, cũng nên đừng nói là sư minh tệ là đúng hay sai. Đừng có phân như vậy, đúng hay sai, mà người ta không làm một cái điều gì, một chút xíu gì sai hết, mà sai cái chỗ nào đó. Thì mình thấy người ta không có sai một điều gì đó, không tiền, cũng không danh lợi, cũng không nhà, cũng không nhận của ai, là sai chỗ nào? Mình phải học đi để mình buông bỏ bớt, buông bỏ bớt những cái tham sân si, là từ trước đến giờ mình buông ra bớt đi, mình buông bớt đi đặng cho mình còn được dư hậu long quang nghe bà con. Là nếu mình mà không có buông bỏ, mình còn sân si, mà mình còn nói là sư minh tệ là không đúng hay đúng gì đây, thì không có nên. Buông đi, mình tự mình sửa đi, rồi từ từ mình học theo cái hạnh của sư minh tệ. Học theo một phần nào thôi, một phần trăm, một phần ngàn, hai phần ngàn trăm của sư minh tệ cũng được, chứ đừng có nói là học hết. Học bây giờ mình đang tu nè, mình đang tu nè, mình danh lợi mình bỏ nè, mình tu thật tâm nè, của chung thì mình đem làm của chung, của chúng sanh, của đàn na thí chủ thì mình đem làm giúp cho chúng sanh đang trong cảnh màn trời chiếu đất, đang đói đang khổ, làm như vậy là đúng. Còn mình biết rằng Phật tử đem vô cúng mình ăn không hết, mình đem làm của riêng, là nên rút kinh nghiệm mà học theo sư minh tại đi, đừng có làm như vậy nữa. Rồi cũng đừng nên phê phán gì hết. Đây là một cái tấm gương để cho trong chúng sanh mình, trong màn chót này, để mình học hỏi. Mình học một phần ngàn của sư minh tại thôi, không cần học hết. Đó, thì cô đây cô cũng học luôn, vì cô làm đây thì cũng là cho chúng sanh, và làm phận sự để mình giúp đời, giúp đạo, thì mình cũng học theo sư minh tại luôn đó. Cô cũng nói là cô cũng học đó. Thì mình buông bỏ bớt đi, mình đem chia sớt, chia sẻ cho những người đang đói, đang đau khổ, mình chia sẻ đi. Mình đừng để ôm trong của mình riêng tư rồi buông tất cả. Tất cả đều giả tạm, thân này giả, tất cả đều giả, không có cái gì là thiệt của chúng sanh trong cái thời kỳ chót này hết. Vật chất giả, nhà giả, thân giả, đều giả hết. Không có cái gì là thật của mình. Chỉ có cái lương thiện và cái tâm từ bi là thật. Vì Đức Phật từ bi đó, học theo Đức Phật đi. Mình không học nhiều nè, Đức Phật buông bỏ tất cả nè, từ bi nè, thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sanh trong vũ trụ hoàn cầu này mới được thành Phật. Còn mình không có được như Phật thì mình cũng học được phân nữa, thì mình cũng được là qua cái cơn sàng lọc này, còn không dính vô hết, dính cái cơn sàng lọc nữa hết. Cô nói nha, là bây giờ đang sàng, và sàng mãi tới hết năm sau luôn. Đó, bây giờ sàng luôn nha, sàng từ từ sàng xuống đó. Con thấy như nghệ sĩ vậy đó, phim đó, đang đứng cái chuyện ngã ra có mấy tuổi rồi, nó mới có bốn mấy tuổi thì chưa, mới đi nè, mới một tuần cái gì nè, mới gần gần đi luôn đó, vì diễn viên điện ảnh vậy đó, gì Minh Tiến vậy đó, cái gì đó, mới đây nè, đang đứng nói chuyện với con gì đó, nhỏ Diệp Hương đó, tự nhiên ngã lăn xuống cái quê. Còn có con ở đó không? Mới đây nè, mới năm sáu ngày nay, thấy chưa? Cái gì nó cũng tất cả đều giả, thân mình cũng giả. Mình ngủ đây là trong một giấc ngủ, mình thức dậy mình còn biết mở mắt ra là mình còn, chứ còn mình ngủ nhắm mắt luôn rồi còn. Bởi vì mình phải nên buông bỏ, bắt chước Phật đi, học theo Phật đi, không nhiều cũng ít, là mới qua cái cơn sàng lọc này. Cô nói cái cơn sàng lọc này nó biến chuyển rất là dữ dằn, tới đây dữ lắm, không phải là đơn giản đâu nha con. Cô nói sàng lọc chẳng nghe là sàng dữ dằn luôn đó. Vì cha đã xuống rồi, ta phải lâm phàm xuống trần, phải chiết thân từng nơi từng chỗ mới sàng lọc cái cơn này mới hết, còn không là không hết, không hết được đó. Nên là bà con gắng học theo Đức Phật và học theo sư minh tại đi, buông bỏ bớt đi,
sân si, danh lợi buông bỏ bớt. Giữ cũng không còn giữ được, giữ đây ngủ sáng thức dậy là nhắm mắt luôn là rồi, tất cả đều một đống vàng ở đây cũng buông luôn tất cả. Sao mình không học mà mình nên ôm trong lòng những cái sân, những cái danh lợi làm gì? Cận kề rồi, không còn lâu nữa đâu. Màn này đã là màn chiều, xế chiều rồi, mà chúng sanh còn danh lợi làm gì? Muốn qua cơn sàng lọc này phải học, phải học tới sư Minh Tệ 1% thôi. Tôi nói học 1% thôi, không học nhiều. Ông 1000 phần mình học 1/1000 cũng được, 1% của ông cũng được, 100 lần mình học 1% của ông cũng được, là được qua cơn sàng lọc. Còn nếu không ấy, tới đây bà con sẽ thấy, đừng nghĩ mình đang khỏe kia không có gì, tự nhiên uống ly nước ngã xuống là sàng lọc á, là có chư tướng đã chừng đi từng giảng hết rồi đó, chứ không phải là cái gì nó đâu. Nên là bây giờ bà con muốn qua cơn sàng lọc này thì cô chia sẻ nãy giờ là tại sao thành Phật nha, tại sao có Ma Dương, rồi bây giờ tại làm sao được qua cơn sàng lọc. Làm như vậy đó, cô nói nãy giờ là qua cơn sàng lọc, qua được cái cơn sàng lọc này rồi mình được sống, coi tiên coi tánh, coi tiên coi Phật, gồng mây chơi giỡn. Thầy có nói qua cái cơn sàng lọc này mình được mà sàng lên cái hộp gạo rồi, mình còn lại là mình được coi tiên thánh, thần tiên ta muốn đó. Là nó rất là dễ. Còn mình bo bo ở đây, mình ôm ở đây, mình tính giữ ở đây, nhưng mà thật sự giữ không được, nắm cũng không dính. Bây giờ con nắm một nắm vàng, con khi con nhắm mắt buông ra hết. Nhưng mình nắm cái Phật Pháp, mà mình nắm cái những cái từ bi là mình nắm còn mãi mãi đó. Bây giờ như thế giờ mình buông bỏ, mình từ bi, mình thương người. Bây giờ mình già quá không hết, mình đem giúp từ bi, mình nắm đây là còn nguyên luôn. Một lát mình mở ra rồi mình vẫn thấy thần tiên ca hát, mà mình nắm ở đây mình không có buông ra, mình ôm trong lòng hoài. Khi mình nhắm mắt rồi buông hai tay, khi mình chào đời á, chúng sanh nên nghĩ như vậy. Tại sao khi mình sinh ra hai bàn tay trắng không có quần á, thì khi ra đi cũng giống như vậy, cũng hai bàn tay trắng, cũng lúc áo cũng lắc lại, là tất nhiên vật chất danh lợi tiền tài là trả lợi cho thế gian. Còn phước đức thì đem đi để làm hành trình, hành trang trên con đường mình đi. Phước đức đó là để hành trang của mình đi. Còn những danh lợi là trả lợi cho trần gian, trả lợi cho các bụi phù du, không có cái gì là giữ tồn tại. Chỉ có làm phước làm thiện là hành trang của mình đi nên về với Đức Phật. Nên là bà con phải biết giữ, đừng giữ, buông bớt đi, buông bớt như xưa Minh Tại đi. Đây là một tấm gương hiện đời này để cho mình thấy, và trong cái kỳ chót này cho xưa Minh Tại là một cái tấm gương cho tất cả, không phải mà cái nước Việt Nam mà đâu nha con, cả thế giới luôn đều ổng làm một cái gương, cả thế giới đều thấy đó, để mình ổng làm gương đó, cho bỏ đó, bớt những gì tham sân si, những gì ái ố, những gì mà mình gìn giữ để là của cải là buông ra bớt, buông đi, làm việc thiện đi, làm cái từ bi đó, cái tiền đó là cái hành trang của mình, mình dự bị sẵn hành trang để mình đi lên con đường về với Phật đó. Chứ không có phải là, nói chung á, không phải là mình giữ mà còn, không phải cô kêu đem hết cho à, nhưng mình làm, mình cũng phải biết phân ra làm hai, để một cái con đường này, cái hành trang của mình, để mình sắp sửa hành trang để đi. Còn cái này là bỏ qua đây là hết đó. Nên là bà con phải biết như vậy, chứ không phải là cô đây á thì chia sẻ những cái gì có lợi cho bà con và có được cái hạnh phúc cho bà con thì cô chia sẻ lên đây. Chứ cô nói thật, bây giờ trong sấm giảng thì mình nói ra, mình thuộc hết, mình nói ra thì bà con cũng không có hiểu. Cái triết lý ra là phải giải nghĩa ra từ chút thì bà con mới hiểu. Chứ còn mình triết lý theo sấm giảng của Đức Phật, của Đức Thầy, mình nói một gơ qua, cái mình triết lý lại,
ta không hiểu vậy chứ. Có người điện cho cô rất là nhiều, nhiều lắm, hổng gài cũng nhắn tin cho cô, cũng hỏi cô sao cô không lên clip để nói cho chúng con đang học hỏi tu. Chứ còn mấy sư, mấy huynh huynh đệ mà bên đạo Phật giáo họ nói con không hiểu, con không có biết tu làm sao hết á. Thì mấy huynh đó nói là chung sống giảng của thầy nói ra con không hiểu gì chứ. Con mong cô lên clip nữa, cô đừng nghĩ cô lên clip cho tụi con học hỏi. Tại vì cô á, là nói rõ ràng nên con nhận ra được, con tu được. Đó thì cô cũng mong bà con cũng có quý vị là điện lại cho cô và nhắn tin rất là nhiều nha. Kêu cô phải lên lên clip nhiều nhiều mà cô nói bây giờ mình lên hoài, mình cũng không biết nói cái gì. Mình cũng nói mấy năm nay rồi cũng nó nói cô cũng trả lời cô nói vậy nè, cô nói hoài cô không biết nói gì. Cô nói rồi, cô nói lại con cũng nghe nữa, cô cũng hiểu thêm để người kêu quên. Nó nói vậy luôn á. Nên là cô nói ở đây thì rất là chân thật và thành thật những gì mình làm được thì cô mới hướng dẫn, cô mới chia sẻ ra cho mình làm cho nó được. Chứ mình nói người ta làm không được thì cũng không có nghĩa lý gì hết trơn, không có được việc gì luôn. Dù mình nói mà ta làm được, ta học được thì mình mới được. Còn mình nói mà ta học không được, ta làm không được thì tất nhiên không có được cái gì. Đó nên là cô thì rất là chân thật và mộc mạc. Cô nói những gì cho bà con làm được thì cô nói chia sẻ lên đó. Nhưng bây giờ cô chia sẻ lên như vấn đề là ông Sư Minh Tệ đi, thí dụ giờ ông buông hết tất cả nhưng mình không có làm giống ông được thì mình bớt. Ví dụ giờ hôm trước chợ mình để dành tiền, để dành ở đây mấy tỷ, để dành gửi ngân hàng, để dành ăn. Nhưng bây giờ mình buông ra bớt, ví dụ bây giờ mình gửi 5 tỷ mình đem 1 tỷ mình làm phước thì chừa 4 tỷ thôi đó. Rồi ra làm để cái đó là 1 tỷ đó làm hành trang để mình đi đó, mình bắt chước Sư Minh Tệ 1% đó thì cái đó mình còn. Nên là cô nói thì bà con làm được thì cô nói đó. Còn cái mình là buông bỏ sân si hờn giận thì có thể bà con cũng làm được, mình bớt lại. Ví dụ trước đây mình giận mình sân si, cái mình lúc mình giận mình nhớ lại mình tu, mình bớt ra, mình từ từ mình dằn xuống là được, sửa từ từ đó. Chỉ tham sân si hai cái đó nếu bà con mà bỏ được thì cơn sàng lọc này cô bảo đảm là sẽ không có rớt xuống tắm đó. Nên là bà con gái y như là cô đi, cô yeah. Chia sẻ rất cặn kẽ, cặn tình lắm, không có cái gì mà để mình nói sai dời hết. Những cái gì cô hiểu biết bao nhiêu đó thì cô nói lên, chia sẻ lên cho bà con để mà nhận ra, để suy nghĩ ra rồi làm được thì nó rất là tốt. Dạ rồi, cảm ơn cô Năm đã chia sẻ để bà con cùng tu cùng tiến trong màn này. Để kết thúc clip này để cô Năm còn cơm nước nữa, giờ chưa rồi. Thì trước khi kết thúc mời cô Năm gửi lời chào đến bà con. Nam Mô Di Đà Phật. Thì cô chia sẻ lên đây những gì cô biết và những gì mà cô chia sẻ lên mà cô thấy bà con làm được thì bà con gán làm. Thì cô cũng mong cho các là huynh đệ và đồng đạo của mình để mà mình tiến lên, mình gán sửa và gán tiến lên để mình sau này mình được huynh đệ cùng nhau mình hiệp hội gặp nhau tại Dương Hội Long Hoa là rất là vui mừng. Cô chúc cho bà con tất cả điều tu tiến lên. Nam Mô Di Đà Phật. Yeah, go ahead.